Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, nhìn hai chồng dễ thương quá vậy trời. Thôi chào hai em. Hai em giới thiệu cho mình đi. Dạ, em tên là Tăng Anh Huy. Em năm nay 30 tuổi. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp là IT. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Dạ. Mà em? Dạ, em là Quách Diễm Trang. Năm nay em 29 tuổi. Dạ, em lúc trước thì em có đi làm kế toán, nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ. Rồi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau khoảng 1 năm 6 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Thôi, hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào? Thì nguồn gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Hấp dẫn rồi nha. Chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi. Em cũng không có kêu làm mai mối gì cho em hết. Rồi không biết bồ cũ em với cô này nói làm sao. Rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Là cô bồ cũ em làm mai luôn. Dạ. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi. Rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á, đi về một mình á buồn. Rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em. Nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua, rồi em với chồng em cũng có chat ở trên Facebook thôi. Thì Tết đó em về quê xong rồi em quay lên á, thì nó mới điện, nó nói là nó có hẹn với anh này rồi. Nó sắp xếp xong hết rồi, hẹn nhau đi trà sữa. Em nói trời, sao hẹn không hỏi em gì hết trơn. Nó nói xong hết rồi, người ta đồng ý giờ là đi thôi. Ủa sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á. Không, lúc mà gặp nhau thì dạ không có ấn tượng tốt. Tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn. Với lại tấm hình là ảnh không có cười, cười mỉm thôi. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá. Mà xong cười ra thấy gần ảnh xấu. Vậy còn em? Quý, dạ. Gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa, em ngồi, em tới trước, em ngồi đợi. Thì ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống, không có để móng tay là cắt ngắn, rồi không có sơn đồ, rồi tóc là để tóc đen, tóc dài. Bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè. Tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước, thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn. Xong rồi ba đứa bạn tới sau, thì mỗi đứa đi trà sữa với ảnh đi trà sữa nữa. Xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh đòi về. Đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu thì ảnh đòi về. Cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền. Thì khi mà cái bạn đó tới tính thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái lúc xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp. Em nói kèo này thấy bộ không thơm. Thấy không được rồi. Tao thấy từ tướng cũng không được. Mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy không ổn. Mà trong khi ổng ăn nhiều hơn người ta nữa. Ủa em nghĩ sao mà em để cho bé này trả tiền hay vậy? Dạ tại vì lúc đó là em mới tốt nghiệp đại học ra. Thời đó là em học trong trường em hiền lắm, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi. Bước mà nói thầy cái bạn này trả, cái em nói thôi để em trả rồi. Cái bạn này nó thôi để cái này trả. Thì vậy thôi trả luôn. Ngon. Người thật tình mà. Đây, thì em nghĩ là tại chắc không phải gặp lần đầu với đâu. Còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả, lần sau mình trả lại. Rồi đến lúc nào thì hai bạn mới kết nha? Em thì em học IT, em biết sửa máy tính. Còn cô này thì học kế toán, không biết gì về máy tính hết. Mà máy tính nhà cô này thì hư lên hư xuống hoài. Rồi có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó, là cần gấp máy tính mà lúc đêm đó máy tính hư. Rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Rồi sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ hư hoài. Nói chung hai đứa cũng phải cảm ơn cái máy tính. Là quen nhau, yêu nhau được là cái máy tính. Là máy tính. Ai là người tỏ tình? Ổng là người tỏ tình. Em tỏ tình sao? Nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không? Thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi, là em vô công viên thôi. Rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn. Em dắt vô, em nói em làm bạn gái anh nha. Rồi xong. Đang nhận được cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc. Tại em thấy tỏ tình gì mà không có hoa, cũng không có quà, không có gì hết. Mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết. Giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao. Rồi xong sao em cũng chấp nhận. Rồi ba mẹ em gặp anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng. Thì sau đó mấy tháng là Tết á, thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má dưới là cho dẫn ảnh về quê. Em là người ở Sóc Trăng á. Từ đây xuống đó thì cũng xa. Mà ảnh thì là con một, mẹ cưng dữ lắm.
Cho nên hôm bữa xuống á là mẹ bao nguyên cái xe 16 chỗ. Chồng mình ổng đi xuống. Tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn hết trơn. Giống như chuyện lạ vậy, có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ. Về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao? Lần đầu á là mẹ em á nói thì thấy ổng hiền, nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có bê đê không, sao tao thấy nó ốm vậy. Em nói không, tại vì ổng ốm vậy thôi, nhưng mà ổng không không có phải là ổng men lắm. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới? Thì quen nhau là khoảng 6-7 năm gì đó. Rồi là sau đó tụi em mới đám cưới với nhau. Thì trong cái lần 6 năm đó cũng gây lộn. Gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay 3-4 đợt vậy. Chia tay gì mà 3-4 lần dữ vậy trời. Quen với ảnh chán lắm chị. Sao vậy? 7 năm quen nhau luôn ảnh không. Ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi. Mà lần đó là em bức xúc quá, em kêu quá. Em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi. Không thôi em không đi chơi. Rồi có một lần đó là đi tắt tháng 3. Ảnh qua, ảnh đi tay không vậy qua. Em thấy cũng hơi buồn. Cái chở nhau đi chơi. Cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn. Cái em thấy ảnh chạy gần vô đó. Em tưởng ảnh mua. Ảnh chạy vô ảnh chỉ với em, ảnh nói trời, bữa nay 8 tháng 3 người ta bán quà quá trời luôn. Tại sao vậy Nguyên? Dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết. Bởi vì có cảm giác mình vô tự nhiên đang chở bộ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền thấy kỳ sao. Tới nỗi hồi lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ em chủ động. Tới lúc hôn là em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh. Giờ thành thạo chưa Nguyên? Dạ đỡ. Giờ thành thạo chưa? Giờ đỡ. Mới đỡ thôi à, chứ chưa có thành thạo. Rồi á, nói nghe nè. Rồi em chỉ cho cách hôn. Rồi tới lúc mà cưới ổng rồi đêm tân hôn rồi ai chỉ cho ai? Đêm tân hôn nó cũng chạy chặt, nó cũng chạy chặt quá. Thôi kể luôn đi. Trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta, mà dạ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái đó. Trước cưới hay có cái tâm lý sợ, rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới rồi á. Hỏi nó đêm đầu sao, tụi nó mô tả cái gì mà giờ căng thẳng lắm. Rồi bữa đó em vừa đụng như người cái là la, đụng như người cái đụng là la, đụng là la. Trời ơi. Em có thể cho biết bạn em nó nói cái gì mà em lại sợ vậy? Thứ nhất là do ở dưới quê á, người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa. Thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi. Rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia, nói đau nói gì nghe sợ. Rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Nó có chập vụ chuyện hoài tới đúng một tuần sau. Một tuần sau là mọi thứ mới ổn. Rồi bây giờ cưới nhau về năm mấy rồi đó, thấy chồng em hiền quá, với ngay ti nữa. Có thật xấu chắc là ít lắm đúng không? Chỉ có mỗi cái là mê chơi game cực kỳ. Đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng mấy cái hộp á mới quá, hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó tiền dành dụm bao nhiêu á, hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết. Tại vì hắn ta biết á là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được, cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết. Vậy thôi đó hả, không có cái tập gì xấu. Ổng tắm lâu, mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút. Đầu tiên ổng về quê em lần đó là ổng tắm 30 phút mới xong. Mà ở dưới quê á, mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi. Mà toilet nhà em là vừa phòng tắm, phòng vệ sinh chung luôn. Ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng xếp hàng ở ngoài đợi. Ba em mới nói, mai mốt nó về làm gã nhà này á, thì cất cho nó cái toilet riêng. Ai mà bắt cầu đợi nó xong chắc đi ra quần. Tới giờ anh cũng còn tắm lâu vậy á. Sao vậy? Sao vậy? Dạ tại vì cái tật em tắm á là lúc mà thoa sữa tắm lên á, sữa tắm vỏ nước xong nó còn cái nhớt nhớt lại. Không có chịu được. Dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch á, em ngồi em chà hoài à. Rồi vậy tật xấu của vợ anh sao? Dạ em thì dễ thương, cái gì cũng được hết. Có cái là hay tính toán chi ly tiền bạc lắm. Rồi hay có cái tật là kêu đồ ăn ra rồi tính lúc người ta tính tiền so tiền ở trên này với tiền dưới quê. Kêu tô bún bò ra là tính coi cái này bún nhiêu tiền, thịt nhiêu tiền rồi tính tiền vốn gì, người ta lời trội, tao lời được quá trời luôn. Thôi trời ơi, lần sau không ăn nữa thôi, lần sau mua thịt đồ về mình tự nấu. Rồi còn chuyện gì nữa không? Về tiền bạc là quản lý chi li lắm. Với lại mua đồ á là chỉ mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng.
Thí dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi, là mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được. Đúng không? Rồi thế mong muốn Trang thay đổi điều gì Huy? Mong muốn vợ là tiêu xài là thoải mái hơn xíu nữa. Tại vì cái anh cái mức sống trên này nó không có giống như quê, nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ chấp nhận thôi. Với lại thoải mái với em xíu, đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá. Cái gì có gì không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn hai vợ chồng nói nhau rồi sửa chứ không có gì. Hay có giận là cái im re quay mặt vô tường ngủ rồi, em không biết, nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn. Em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm, ổng siêng làm việc nhà chút xíu, với lại ổng không có thích vô bếp. Mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao, ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn. Em nói trời, đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thiệt. Ổng nói không may ra cháo cây thị mua cháo cho ăn. Còn game thì không cần bớt chơi, tại vì giờ em cấm em không cho chơi nữa. Biết luôn nè, rất là giận hờn vu vơ là những cái lúc mà tự nhiên nhớ chực tới cái chuyện làm biếng, làm việc nhà, làm biếng nấu, đúng không? Lỡ mình bệnh hay lỡ mốt mình sanh mình đẻ rồi lúc đó ai nấu cho mình, đúng không? Chứ đâu phải là vu vơ, giận phải có cớ chứ. Người ta khùng hay sao tự nhiên giận vu vơ? Chỉ có điều là em không chịu nói thôi, đúng không? Mà bạn này thì không có khả năng mà suy đoán được là lý do tại sao em giận. Thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bạn đoán chi cho mệt. Hai cưng ha. Ok. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Thôi chúc cho hai em sau ngày hôm nay về hai vợ chồng sẽ vui vẻ, hòa hợp với nhau hơn ha, và mau chóng có tin vui. Học chung năm cấp 3 à? Học chung ở đâu? Dạ ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng, và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng mày. Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à. Lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Mà đầu này còn hói nữa. Trời, nhìn lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. Là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Ừ. Mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước, thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu để em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ, người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Nhưng em thấy quần á, vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà còn giờ quần đó. Mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm rồi, cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó,
Rồi đến lúc mà các em quen nhau là bao lâu? À, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? À, dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được 1 tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn. Nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa là vợ chồng đó. À, dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời. Rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu. Xong em nói trời ơi, ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao, không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? À, dạ khoảng một tuần. Sạch lòng quá. Trời ơi, để thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàng gắn lại được? Là... dạ lúc đó phụ huynh ra tay hề thốt trà lết quết xảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ cũng đúng á. Mấy bạn em nói em ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc, và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu, thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ đúng 2 năm là đám cưới. Và lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mặt, mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái dách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Chốt deal luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một ủa lý do gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản chất. Để tôi nói luôn cái này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. À để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sao mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Còn cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Út Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới bây giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói anh Thắng xàm, chứ thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Nói ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi.
thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày nhìn nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng cái gì quá nặng rồi, đúng rồi, cứ tận hưởng. Bây giờ có thời gian đi chơi, có thời gian đi tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau đừng áp lực, nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì loài ra không trong 2 năm? Dạ, dạ xấu đều luôn, hai vợ đều. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ, xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng, dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn á. Là em tự nhổ của em hả? Dạ, nó là thói quen của em. Bỏ ngay cái thói quen đó. Để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản không đâu. Xin nghĩ đi. Nhỏ. Trời ơi. Thôi con đi nè. Dạ, với lại ngủ nướng anh. Tầm 7 giờ em kêu, vợ ơi dạy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu, thôi dậy đi em. Ủa anh không thích để em ngủ hả, em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tới gần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nói, trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy, anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ. Yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè, hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên hết. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu, ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hòa mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Có rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ờ ngày mai nha em, sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. À, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ tại vì tụi em là bạn với nhau từ xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi sao lại tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Lúc bình thường thì là anh em. Hay chứ bộ. Là... Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cứ như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi, bỏ đi. Hiểu không? Còn em á, open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó, là phải thoải mái. Thoải mái, tận hưởng. Tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Nha. Anh chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau, bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình. Ôi, trọn năm luôn á, trọn năm luôn á. Cảm ơn. Khi về quê em làm, em sai nắng một anh chàng trong công ty. Chồng em tình cờ biết được, cuối cùng em mới nói là em chia tay với ổng. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo.
xin chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý khán giả ạ. Em tên Thúy An, 27 tuổi, em làm giao dịch viên ạ. Em tên là Nguyễn Trung Hiếu, em 27 tuổi, em làm kỹ thuật viên ạ. Hiếu, kỹ thuật viên. Dạ. Hiếu và An, hai người là gặp nhau trong trường hợp nào? Tình yêu hai bạn nảy nở ra sao? Dạ, năm lớp 12, tình cờ là em vào quán trà sữa uống nước với nhỏ bạn cũ. Thì gặp anh Hiếu, nhưng mà lúc đó thì em không biết mặt. Tại vì anh Hiếu từ Sài Gòn đi xuống Đồng Tháp chơi với một người bạn trai. Rồi sao? Xong rồi nhỏ bạn cũ của em mới xin số điện thoại của em. Tại vì lâu ngày gặp lại mà nó mất số điện thoại, em mới cho nó. Rồi tình cờ anh này nghe được, đi về nhắn tin tán tỉnh em. Rồi em nghe cái số điện thoại điều gì mà tại sao em lại nhắn tin cho cô này em tán tỉnh? Dạ, tại vì mà đọc đi đọc lại thì em cũng nhớ. Về cái em vô tình em cứ nhắn tin thử. Lúc đầu thì chỉ nhắn là dính chọc cho vui. Nhưng mà em có biết mặt cô này không? Dạ không. Chưa, bên kia có trả lời không? Dạ, em nhận được tin nhắn em trả lời ạ. Sao? Lúc đó cũng đang ế á. Rồi nhắn tin qua lại, thấy anh này nói chuyện thật thà. Nhắn tin có khoảng 20 ngày, ông đi xuống một lần nữa. Là lúc đó ông nói để ông muốn gặp mặt em. Lúc hồi đó chồng em xấu lắm, đen xì lì à. Rồi ốm nhất à, chứ không phải mập như giờ. Mà tại em sẵn ế nên để tìm hiểu luôn. Lúc anh thấy em, nhà em rất là dễ thương và chất phát, hiền lắm. Hai chồng thì chắc không bao giờ gây lộn đâu đúng không? Dạ. Dạ có gây, nhưng mà chồng em nói cãi lâu buồn lắm vợ ơi. Ủa tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm rồi đúng dạ. Em là ở Đồng Tháp. Dạ. Em á? Dạ em ở Đồng Tháp. Em ở Sài Gòn. Dạ. Thì yêu xa trong bao lâu? Dạ tới lúc em ra trường á thì em đi về quê em làm. Em sai nắng một anh chàng trong công ty. Cái chồng em tình cờ biết được do chồng em cài ứng dụng Messenger á. Nên khi người đó nhắn tin vậy là chồng em biết hết. Bình thường em thấy ông này sao nói chuyện với em bình thường ngọt ngào lắm mà sao giờ kỳ quá. Cái em chiến tranh lạnh lại với ổng. Thì ổng cũng chiến tranh lạnh ngược lại. Cuối cùng em mới nói là em chia tay với ổng. Thấy biểu hiện của vợ thấy hơi kỳ quá, em mới nói là nếu mà bây giờ có gì thì thôi nói thẳng ra hết đi. Là bây giờ chia tay sớm bớt đau khổ. Chia tay trong bao lâu? Dạ chia tay trong 3 tháng. Tại sao chia tay 3 tháng rồi lại về lại với nhau? Dạ cái đó là do được mẹ của em á. Hôm đó em và mẹ em đi khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bữa đó thì xui thiệt, em bị móc vỏ. Chỉ nhớ có số điện thoại của em, anh Hiếu. Nên em nhờ anh Hiếu là điện thoại cho tổng đài để chặn số điện thoại giùm em. Anh Hiếu mới hỏi là có cần anh Hiếu giúp gì nữa không? Em thì tự ái em nói là không cần anh giúp gì nữa hết. Khám xong rồi tới 9 giờ tối. Cái lúc đó hai mẹ con á, không có đi về quê được. Em thì đỡ ở khách sạn mà mẹ em không chịu. Mẹ điện cho anh Hiếu thì anh Hiếu mời mẹ em xuống nhà anh Hiếu chơi. Rồi sao Hiếu? Tiếp tục. Dạ lúc đó em kể cho mẹ nghe hết hoàn toàn câu chuyện là từ đầu tới cuối là mẹ cũng buồn lắm. Và bà mới nói là thôi bây giờ để mẹ nói chuyện lại với vợ em. Rồi cái đầu sáng vậy thì em có đưa mẹ với vợ em lên lại bệnh viện. Rồi lúc đó là em với vợ em cũng có nói chuyện chút. Lúc đó thì em cũng còn tình cảm với vợ em nhiều lắm. Thì em mới hỏi vợ là bây giờ là vợ còn tình cảm với lại em không. Thì vợ cũng nói là còn. Rồi hai đứa rồi quyết định quay trở lại. Lúc mà yêu nhau mà chỉ có cái chuyện đó là trục trặc lớn nhất thôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Sau đó là bao lâu mới cưới nhau? Vòng có khoảng tầm có 3 tháng mấy. Ai là người chủ động quyết định là tiến tới hôn nhân? Dạ cũng là mẹ vợ. Đêm tân hôn vui không? Dạ em khóc. Ủa đêm tân hôn sao khóc? Vì đau quá. Có bắt đền không? Dạ em nói là phải biết chi á, em không lấy chồng. Cái chồng em nói vợ ngộ quá à. Hai chồng có con chưa? Dạ có rồi ạ. Dạ. Con em được bao tuổi rồi? Dạ 13 tháng. Hai chồng á là cái có cái vấn đề chăm con á là có hay gây lộn không hay là? Dạ có ạ. Về gây lộn chuyện gì? Đưa pha sữa cho con á thì con nó bú thất thường. Em thì pha như ví dụ như 100, lần sau nó bú hết cái đó thì em pha thêm. Còn chồng á, chồng pha cỡ 160-200. Nếu mà nó hết, nó không bú hết á thì tí bỏ. Em nói thì chồng nói
à, vợ thử nghĩ đi, vợ đang ăn ngon vậy mà vợ ăn thiếu rồi, vợ ăn lại coi ngon không. Thì nó bú là thất thường lắm, có khi là tới 180, có khi 160, nhiều khi 120 cũng không chừng. Cái cơn giận dữ nhất của chồng em là chồng em có quát em không? Dạ không, em nói thì chồng em nín, mà chồng em nói thì là em nói lại. Cái vậy chồng em hiền quá, có tật xấu gì không? Đi tập gym á, có nhiều người mê lắm, mà đàn ông mê. Ta mê thì tại người ta chứ chồng em có mê lại không? Dạ mấy người đó cứ nhắn tin qua lại, chồng em cũng trả lời nữa. Người ta nhắn cái gì cho chồng em? Nhắn tin cơ thể của bạn đẹp quá. Em cũng trả lời thôi. Chồng em trả lời sao? Chồng em nói cũng do một thời gian lâu lắm mới được như vậy đó nha bạn. Có mời gặp gỡ gì không? Cũng có khi hẹn ra cà phê ạ. Mà chồng em có đi không? Dạ có. Chừng nào mà rủ là bạn ơi hai đứa mình đi bơi nhé. Như vậy thì không có vấn đề. Bữa nào mình đi picnic nghe. Hai người trai mà người ta đi uống cà phê để người ta trao đổi vấn đề mà tập gym á thì đâu có vấn đề gì đúng không? Vậy sao em ghen? Em thấy sao mà cứ gọi điện thoại cho chồng em hoài à? Con gái điện cho chồng em không hay nhắn tin cho chồng em không? Dạ không. Còn là mấy trai gọi của mình. Hiếu ơi. Dạ. Hiếu có biện hộ gì cho cái việc đó? Thì nhiều khi người ta mới mình quá, người ta dụ mình ra là mình muốn cà phê để tham khảo những cái vấn đề đó thôi chứ không có gì hết. Dạ. Tại vì chồng em đi về, vợ nhìn nè, chuột bự không? Vú chồng bự rồi nè. Trước đó thì vợ em có những cái biểu hiện là ghen như vậy không? Từ hồi mà lúc mà vợ sao sanh á là vợ hay ghen. Sanh xong rồi chỉ ở nhà thôi. Còn em thì hay vừa đi làm thì xong rồi về chiều thì đi tập. Thì tập tới khoảng tầm cái 6-7 giờ mới về. Sau khi sanh bắt đầu vợ mới ghen. Dạ. Sao vậy em? Dạ lúc đó là tự nhiên em cảm thấy là cơ thể của mình nó xấu đi, nên là cũng hơi hoang mang. Em hiểu được điều đó không Hiếu? Dạ hiểu. Có hay chia sẻ vợ? Dạ em thì đi làm thì sáng đến chiều về rồi em chỉ đi tập để cho có sức khỏe thôi. Trời ơi con em 13 tháng mà cơ thể em về mà em tự ti. Tự ti. Mà em không nói em có con là người ta không biết là em có con luôn á. Hồi đó tóc em nhiều lắm rồi trắng tươi luôn, đi tới đâu ai cũng khen. Anh cũng nghĩ là Hiếu cũng nên thường xuyên an ủi vợ mình để vợ mình xóa bỏ đi những cái mặc cảm, những cái tự ti dù đó. Dạ. Em phải tự tin vào những gì em đang có. Đó. Ông bà nói là gái một con trong mòn con mắt. Em không biết là em mặn mà hơn, em duyên dáng hơn. Đúng không ạ? Rõ ràng luôn. Đó. Đó, nãy giờ cô vợ anh nói thì rất là duyên dáng mà nhìn em dễ thương lắm luôn á. Dạ. Bây giờ chị hỏi thiệt Hiếu nè. Dạ. Em nhận xét vợ em sau sinh như thế nào? Em nói với vợ em đi, cho vợ em nghe kìa. Sau khi sinh, em đẹp. Em dễ thương hơn lúc trước. Em rất là xinh. Hôn nhân đây thì con muốn nói một điều gì đó, cũng giống như là mong muốn anh ấy thay đổi điều gì thì em cứ nói. Dạ chỉ mong muốn chồng mình em chồng là đi bớt hay quên. Còn Hiếu mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong muốn vợ em làm bớt căng nhằn lại thôi. Chị cũng không biết nói gì hơn là ngoài cái việc mà em phải tự tin lên á thì vợ chồng em không có cái điều gì mà để phàn nàn hay là cần phải thay đổi sửa đổi gì cả. Dạ. Còn sau này khi con nó lớn á, con nó lớn lên một chút á thì nếu cần thì em đi tập thể dục chung với chồng. Hai chồng cùng tập đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Chịu không? Dạ. Con muốn cho vợ đi tập chung không? Dạ có. Thôi chúc hai em mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ.